đốt mãi không cháy đâu. Không hề cháy. Đây là mặt dưới này, mặt trên này. Đấy, như cái loại da đều thì nó cháy, nhưng loại này không cháy. Nhà đốt thử xem nhé. Không cháy đâu. Này đốt không cháy này, 80% là da thật nên là yên tâm. Chất liệu simili này, simili đây bề mặt của nó này, thử một cái trong này cắt rửa này đây nhá. Đấy, đốt thì nó cháy. Cháy nó. WhatsApp Pro Hotline 1 tư vấn kỹ thuật 0916816393 0858302555. Hotline 2 tư vấn báo giá 0913651544. Website onetechpro.vn, bọc ghế da ô tô.com, email onetechpro.vn@gmail.com. OneTech Pro, nơi nâng tầm cho xe của bạn. Cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi video. Hãy nhấn giúp chúng tôi đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi có thêm động lực để tạo thật nhiều video bổ ích hơn nữa và nhận ngay thông báo khuyến mãi từ OneTech Pro. Nếu bạn thấy video này hay thì hãy chia sẻ nó giúp chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn. Hẹn quý vị và các bạn vào một video lần sau.